Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Trận chiến Donbass, Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga, loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm, dội rocket vào Kherson. Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga, phá hủy 65 thiết bị quân sự, loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm của đối phương ở Donetsk và Lugansk trong 24 giờ qua, khiến Moscow thất bại trong việc phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine ở phía đông, theo Interfax. Ukraine đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga ở Donbass. Trong báo cáo hoạt động ngày 27 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã thất bại trong việc phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông. Cụ thể, các khu vực Donetsk và Lugansk, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua, đồng thời phá hủy 65 thiết bị quân sự và loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm của đối phương. Hãng tin Interfax dẫn lời người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych cho biết, chỉ riêng tại các khu vực Donetsk và Lugansk, 9 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi trong 24 giờ qua, phá hủy 9 xe tăng, 11 hệ thống pháo, 17 xe bọc thép, 3 xe công binh đặc biệt, 16 xe quân sự, 4 xe chở nhiên liệu và 1 hệ thống phòng không đã bị phá hủy. 4 đơn vị đặc nhiệm của đối phương cũng đã bị loại bỏ. Ông Arestovych cho biết trong cuộc họp giao ban tại Văn phòng Tổng thống vào hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 4. Theo ông Arestovych, các hướng tập trung chính của lực lượng Nga vẫn là Slovyansk, Kramatorsk và Mariupol. Giao tranh ác liệt ở Donbass. Theo truyền thông Ukraine, giao tranh diễn ra dọc theo hầu hết các tuyến liên lạc ở Donbass, trong khi người Nga đang ra sức giành quyền kiểm soát khu vực này. Các nỗ lực chính của Nga tập trung vào các cuộc tấn công và các khu vực Severodonetsk, Popana và Krukhakiv nhằm kiểm soát hoàn toàn các khu định cư ở Popana, Rubini. Quân Nga cũng phát triển cuộc tấn công vào Liman, Severodonetsk, Lovyansk. Trên trục Liman, Nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với khu định cư Zakrizhny và đang tiến hành các chiến dịch tấn công mới vào làng Zampil. Trên trục Severodonetsk, Nga đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Novotovskievsk và đang tiến hành một cuộc tấn công theo hướng khu định cư Nizhny và Orykhovsk. Trên trục Mariupol, Nga đang tiếp tục phong tỏa và pháo kích vào đơn vị của Ukraine gần nhà máy thép Azovstal. Tại Kherson, thành phố miền nam Ukraine đang nắm quyền kiểm soát, Ukraine đã bắn 3 quả tên lửa vào trung tâm thành phố vào đêm thứ Tư, 27 tháng 4, nhưng lực lượng Nga đã bắn hạ 2 quả, trong số đó, theo Reuters. Tuy nhiên, hãng tin RIA của Nga trích dẫn một nguồn tin an ninh cho biết, quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa và đạn pháo vào Kherson tối qua, gây ra các vụ nổ lớn ở khu trung tâm thành phố miền nam này. Các quả đạn Uragan thường được phóng trước Tokhau để làm rối loạn hệ thống phòng không. Tôi nghe thấy tiếng tổ hợp phòng không Pantsir-1 khai hỏa đánh chặn và thấy tia lửa lóe lên bầu trời. Ít nhất là 2 quả đạn Tokhau đã bị bắn hạ, nguồn tin cho hay. Nguồn tin của RIA Novosti cho biết trong nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Kherson. Theo đó, đòn tập kích của Ukraine vào Kherson được cho là bao gồm 5 quả đạn pháo, phản lục Uragan và 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokhau được phóng từ tỉnh Mykolaiv của Ukraine. Một phóng viên của RIA trên mặt đất đã đưa tin về một loạt các vụ nổ mạnh gần trung tâm truyền hình. Thông tin chi tiết về vụ việc vẫn chưa được cập nhật. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin. Nga tuyên bố bắn rơi cường kích tên lửa đạn đạo của Ukraine. Quân đội Nga thông báo đã chặn đợt tập kích bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào thành phố Kherson, cũng như bắn rơi cường kích Su-24 ở tỉnh Lugansk. Các đơn vị phòng không Nga đã chặn cuộc tập kích tên lửa của Ukraine nhằm vào khu dân cư ở thành phố miền nam Kherson vào đêm 27 tháng 4. 2 tên lửa đạn đạo Tosca-U và 12 quả đạn pháo phản lực hạng nặng đã bị bắn rơi. Một số mảnh vỡ tên lửa Tosca đã rơi xuống công viên Shevchenko. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói hôm nay, tướng Konashenkov cho biết lực lượng phòng không cũng bắn rơi một tên lửa Tosca-U nhắm vào bệnh viện của thành phố Izium ở tỉnh miền đông Kharkov, thêm rằng địa điểm này là nơi đóng quân của một đơn vị quân y Nga. Những cuộc tấn công như vậy là tội ác chiến tranh và vi phạm trắng trợn các quy định nhân đạo quốc tế, ông nói. Quan chức Nga cũng thông báo một cường kích Su-24 Ukraine bị bắn hạ tại khu vực Nikolaevia thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Đồng thời, 5 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên bầu trời miền đông Ukraine. Nguồn tin của hãng tin Nga RIA Novosti trước đó cho biết nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Kherson, miền nam Ukraine, do Nga kiểm soát tối qua. Người này nói rằng
Đòn tập kích gồm các quả đạn pháo phản lực Uragan và tên lửa đạn đạo chiến thuật Toskau phóng từ tỉnh Mykolaiv của Ukraine. Các quả đạn Uragan thường được phóng trước Toskau để làm rối loạn hệ thống phòng không. Tôi nghe tiếng tổ hợp phòng không Panzer S-1 khai hỏa đánh chặn và chớp lửa trên bầu trời. Ít nhất 2 quả Toskau đã bị bắn hạ, nguồn tin này cho hay. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Lực lượng quân đội Nga đang củng cố hiện diện quân sự tại các mục tiêu đã kiểm soát ở miền nam Ukraine. Trong lúc giao tranh diễn ra ở miền đông, Kherson là đô thị lớn đầu tiên Nga giành được sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói với Nga dự định tổ chức trưng cầu dân ý giả tại Kherson nhằm biến thành phố này thành khu vực ly khai. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rurenkov ngày 25 tháng 4 nói ông không biết về kế hoạch trưng cầu dân ý nào tại Kherson. Kherson nằm ở phía bắc bán đảo Crimea, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực nhằm kiểm soát khu vực miền nam Ukraine. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần của Nga thông qua bán đảo Crimea, cho phép họ chuyển pháo và thiết bị hạng nặng vào miền nam Ukraine bằng đường sắt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới Ukraine thúc đẩy các biện pháp ngoại giao giảm căng thẳng. Vào ngày 27 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Ukraine nhằm thúc đẩy các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông báo, ông đã đến thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 27 tháng 4 sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Guterres khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm mở rộng hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột ở Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt hơn cho Liên Hợp Quốc, Nga và thế giới. Dự kiến trong ngày 28 tháng 4, Tổng thư ký Guterres sẽ có một cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và sau đó sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Zelensky. Trước khi tới Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Moscow. Tại các cuộc gặp, ông Guterres đã kêu gọi Moscow và Kiev hợp tác để thiết lập các hành lang viện trợ và sơ tán dân thường tại Ukraine. Tổng thư ký Guterres tuyên bố sẵn sàng huy động mọi nguồn lực của Liên Hợp Quốc để hỗ trợ và sơ tán hàng nghìn người dân đang mắc kẹt ở thành phố Mariupol. Theo Tân Hoa Xã, ngày 27 tháng 4, một người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thư ký Guterres, Tổng thống Putin đã nhất trí về mặt nguyên tắc về việc Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC tham gia vào các công cuộc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol. Các cuộc thảo luận tiếp theo giữa đại diện văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA và Bộ Quốc phòng Nga sẽ diễn ra. Chuyến thăm Nga và Ukraine của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ở thời điểm này được kỳ vọng là yếu tố tích cực cho tiến trình đàm phán giữa hai bên. EU tính dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ukraine. Liên minh châu Âu EU đã đề xuất việc tạm dỡ bỏ thuế thu nhập đối với hàng hóa của Ukraine để trợ giúp cho Kiev trong bối cảnh chiến sự giữa Ukraine và Nga đang diễn ra căng thẳng. Ngày 27 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen về việc hỗ trợ kinh tế của nước này trong cuộc chiến tranh với Nga. Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã đề xuất tạm ngừng áp thuế nhập khẩu trong vòng một năm đối với tất cả các mặt hàng của Ukraine không nằm trong thỏa thuận thương mại tự do hiện có để hỗ trợ nền kinh tế nước này trong cuộc chiến với Nga. Các biện pháp này sẽ được áp dụng cụ thể đối với mặt hàng trái cây và rau quả, phân bón, sản phẩm nhôm và ô tô. Liên minh châu Âu cũng đề xuất sẽ miễn trừ cho Ukraine các biện pháp bảo hộ thương mại và dỡ bỏ thuế chống bán phá giá mà EU hiện đang áp dụng đối với sản phẩm ống thép và thép dệt cán nóng. Ngay bây giờ, điều này sẽ cho phép chúng tôi duy trì hoạt động kinh tế, sản xuất càng nhiều càng tốt, Tổng thống Zelensky cho biết. Việc xuất khẩu sản phẩm của chúng tôi sang các thị trường châu Âu và toàn cầu sẽ là một công cụ quan trọng giúp chống lại các cuộc khủng hoảng. Đề xuất nói trên sẽ cần nhận được sự phê duyệt của Nghị viện châu Âu và chính phủ các nước thành viên EU mới có thể có hiệu lực. Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát chính sách thương mại của 27 quốc gia EU, cho biết các biện pháp chưa từng có sẽ được đưa ra nhằm giảm bớt tình hình khó khăn cho các nước sản xuất và xuất khẩu của Ukraine. Năm 2021, thương mại song phương giữa EU và Ukraine đạt hơn 52 tỷ euro, khoảng 55 tỷ USD, gấp đôi so với trước khi có thỏa thuận thương mại tự do năm 2016 giữa hai bên. Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ukraine qua Biển Đen hiện bị Hải quân Nga phong tỏa, EU cũng đã chuyển sang hỗ trợ Ukraine trong hoạt động vận chuyển hàng hóa trên đất liền bằng cách nới lỏng điều kiện nhập cảnh cho các tài xế xe tải Ukraine. Bất chấp cảnh báo của Moscow, Anh nói Ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga là hợp pháp.
Ngày 28 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng việc các lực lượng Ukraine tấn công mục tiêu hậu cần của Nga sẽ là hợp pháp, nhưng phía Kiev không có khả năng sử dụng vũ khí của Anh. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC, ông Wallace nêu rõ, nếu Ukraine chọn nhằm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng hậu cần của quân đội Nga, điều đó sẽ hợp pháp căn cứ theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo ông, Kiev không thể sử dụng bất kỳ khí tài tầm xa nào có xuất xứ từ Anh, bởi các lực lượng Ukraine có xu hướng sử dụng bệ phóng di động, trong khi quân đội Anh sẽ chuyển các loại khí tài phóng từ máy bay hoặc từ tàu bay. Bộ trưởng Wallace cũng bác bỏ việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang bị vướng vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, song cho rằng phương Tây sẽ cung cấp thêm hỗ trợ đối với Ukraine, trong đó có cả máy bay và xe tăng, nếu Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự. Tuyên bố của ông Wallace được đưa ra bất chấp việc một ngày trước đó, Moscow cáo buộc London kích động Kiev tấn công vào các mục tiêu ở Nga, khẳng định sẽ có đòn đáp trả tương xứng ngay lập tức nếu Anh tiếp tục động thái này. Cũng trong ngày 28 tháng 4, một bản tin thường kỳ của Bộ Quốc phòng Anh đã nhận định, hạm đội Biển Đen của Nga vẫn duy trì được khả năng tấn công của các mục tiêu ở Ukraine và vùng duyên hải bất chấp những tổn thất của tàu đổ bộ Saratov và tàu tuần dương Moscow, soái hạm của hạm đội Biển Đen Nga. Bản tin trên được đăng trên Twitter cho hay, khoảng 20 tàu hải quân của Nga, trong đó các tàu ngầm, đang được triển khai ở các khu vực tác chiến thuộc Biển Đen. Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ, eo biển Bosphorus vẫn đóng với tất cả những chiến hạm không phải của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Nga không thể thay thế soái hạm Moscow đã bị đánh chìm ở Biển Đen. G7 tìm cách làm suy yếu khả năng mở cuộc chiến mới của Nga. Các nước châu Âu đang muốn làm giảm khả năng tiến hành các cuộc chiến trong tương lai của Nga tại châu Âu sau khi Moscow tấn công Ukraine. Theo báo The Guardian, Anh đang thúc ép các đồng minh phải làm cho Nga suy yếu về quân sự bởi cuộc chiến ở Ukraine, tới mức Moscow không bao giờ có thể gây ra mối đe dọa với an ninh của châu Âu và các lực lượng vũ trang của Tổng thống Putin phải hoàn toàn rời khỏi Ukraine, đưa Ukraine trở lại biên giới trước năm 2014. Nhóm các quốc gia công nghiệp G7 cũng đang xem xét liệu họ có thể tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện thời hay không nếu Nga cố tình không thực thi các thỏa thuận hòa bình giả định trong tương lai mà phương Tây áp đặt. Đã từ lâu, Anh cho rằng cuộc chiến ở Ukraine phải kết thúc với việc Tổng thống Putin được coi là thất bại và Nga phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát, gồm cả Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ám chỉ suy nghĩ đó khi nói về Mỹ muốn cuộc chiến ở Ukraine chấm dứt và Nga sẽ suy yếu tới mức không thể lặp lại cuộc tấn công vào Ukraine. Đã có suy đoán rằng Ukraine sẽ giải quyết theo hướng trở lại nguyên trạng trước khi bị tấn công, nhường lại lãnh thổ cho lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn. Tối ngày 27 tháng 4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã chỉ ra suy nghĩ của người Anh về các điều khoản dàn xếp như sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến xa hơn, nhanh hơn để đẩy Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Bà cũng cảnh báo rằng Tổng thống Nga Putin rằng phương Tây sẽ bảo vệ Moldova theo đúng cách đang bảo vệ Ukraine nếu Moscow tấn công quốc gia này. Bà Truss nói, Anh sẽ bảo vệ Ukraine và các quốc gia khác, những nước đang bị Nga đe dọa. Ngoại trưởng Anh còn tuyên bố, tương lai tiếp cận nền kinh tế toàn cầu của Nga sẽ phụ thuộc vào việc chơi đúng luật, sẽ không có lối đi miễn phí nào nữa. Suy nghĩ của Anh phản ánh tin tưởng ngày càng tăng rằng, về lâu dài các lực lượng kinh tế, chính trị và quân sự chống lại Tổng thống Putin có thể làm cho người đứng đầu nước Nga thất bại hoàn toàn. Anh cho rằng, việc đảm bảo an ninh cho Kiev sẽ bao gồm trang bị đủ các loại khí tài cho Ukraine để Nga không thể tấn công nước này. Anh không ủng hộ cam kết kiểu NATO rằng các đồng minh của Ukraine sẽ chỉ bảo vệ nước này nếu bị Nga đe dọa. Các nhà phân tích cho rằng, các yêu cầu dàn xếp cứng rắn có nguy cơ đẩy Nga vào chân tường, buộc Moscow phải đe dọa sử dụng khí tài chiến thuật. Tuy nhiên, trước đó Tổng thống Nga đã đe dọa sử dụng khí tài hạt nhân nếu làn danh đỏ bị bước qua. Nga công bố video về hoạt động phòng không trong chiến dịch ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 4 công bố video về hoạt động của các lực lượng phòng không Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Video do truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV đăng tải cho thấy lực lượng tên lửa phòng không Panzer S-1 trực chiến và các binh sĩ Nga sử dụng tên lửa phòng không vác vai Isla. Theo Zvezda TV, tên lửa Panzer S-1 và tên lửa phòng không vác vai Isla là hai trong số nhiều công cụ phòng không của Nga nhằm bảo vệ các đơn vị quân đội Nga khỏi các mối đe dọa từ trên không, ví dụ như mối đe dọa từ máy bay không người lái. Tất cả các vật thể lạ xuất hiện trong phạm vi chiến đấu đều bị hệ thống radar của tên lửa phòng không Panzer S-1 phát hiện và tiêu diệt. Sergey, một chỉ huy đơn vị tên lửa Panzer S-1 chia sẻ trên Zvezda TV. Hệ thống phòng không này có thể hoạt động cả khi di chuyển. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ bộ binh, bảo vệ các công trình quan trọng như trung tâm chỉ huy. Hệ thống radar của chúng tôi có thể phát hiện đồng thời 30 mục tiêu.
đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Tosca-U, máy bay không người lái, cũng như chiến đấu cơ và trực thăng của đối phương. Sergei nói đơn vị tham gia chiến đấu với tinh thần và trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra. Andrei, binh sĩ Nga, kể về việc đơn vị của mình sử dụng tên lửa phòng không Vakvai-Izhla trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các đơn vị bộ binh ở vùng nguy hiểm. Tôi và một đồng đội liên tục canh gác ở chốt kiểm soát. Đó là một ngày trời mưa, sau khi nhận được lệnh từ cấp chỉ huy về việc có mục tiêu đối phương ở trên không và nắm chắc rằng không có máy bay Nga nào hoạt động trong khu vực, đồng đội của tôi sử dụng tên lửa Izhla bắn hạ mục tiêu. Sau này chúng tôi biết mục tiêu bị phá hủy là máy bay không người lái Ukraine. Andrei chia sẻ, Izhla là tên lửa phòng không Vakvai do Nga sản xuất, có thể tấn công các mục tiêu ở tầm cao tối đa là 5.000m. Theo Vesta TV, các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không Nga tham gia chiến đấu một cách chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ hiểu rằng tính mạng của đồng đội ở tiền tuyến phụ thuộc vào họ.